Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 8 tại nhà thi đấu Ninh Bình, Việt Nam, hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao và đầy kịch tính. Điều đáng chú ý, sau giải CV League 2024, tuyển bóng chuyền nữ Indonesia sẽ không thể cử đội sang Việt Nam thi đấu như dự kiến. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhanh chóng tìm kiếm đội bóng thay thế và nhanh chóng có được thành quả. Kể từ thời điểm công bố danh sách 8 đội tham dự VTV Cup 2024 kèm theo bốc thăm chia bảng, đã có những nghi ngờ về sự xuất hiện của đội tuyển nữ Indonesia. Sứ vạn đảo chưa thể chốt phương án mang đội tuyển quốc gia hay các lứa trẻ tới Việt Nam, cuối cùng họ đã lựa chọn cách không tham dự giải đấu. Theo đó, đội bóng chuyền nữ Đại học Quốc gia Philippines National University Lady Bulldogs là cái tên được lựa chọn. Dù chỉ là đội bóng thuộc cấp độ đại học, song NU Lady Bulldogs đang sở hữu những tuyển thủ đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Philippines như Ara Panic, Belen Mhichaela và đặc biệt là Alyssa Solomon, đối chuyển xuất sắc nhất chặng 2 CV League 2024. Với việc NU Lady Bulldogs dự VTV Cup 2024, đây sẽ là lần thứ 2 liên tiếp một giải đấu mà được người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam mong chờ nhất trong năm nay, chào đón các vị khách đến từ Philippines. Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng đang tham dự giải vô địch quốc gia Philippines, Choco Mucho Flying Titans đã cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và để lại rất nhiều ấn tượng đẹp. Các đội sẽ được chia vào hai bảng A và B cụ thể như sau. Bảng A gồm đội tuyển Việt Nam, NU Lady Bulldogs, Philippines, Kuwait VC, Kazakhstan, Korea Expressway, Hàn Quốc. Bảng B gồm Kingwell Taipei, Đài Bắc Trung Hoa, Azanmaze Yamagata, Nhật Bản, Henan Suanghui, Trung Quốc, Korabelka, Nga. Với việc mời về những khách mời có chất lượng chuyên môn rất cao ở VTV Cup năm nay, các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ chức vô địch giải đấu này. Hy vọng rằng, với tinh thần thi đấu cao độ cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà sẽ là động lực to lớn để các cô gái Việt Nam tiếp tục tỏa sáng và giữ vững danh hiệu vô địch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu này để người hâm mộ kịp thời theo dõi.